Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m² đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa. Quá trời dữ. Ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Mời nhà trai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Xin chào khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Mình là Quỳnh Phước. Năm nay 49 tuổi. Mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sau được hả? À được. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Bình, năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ, tất cả việc trong nhà mình đều làm được, kể cả điện nước không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất là nhiều người nhận xét là ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần hoặc 4 ngày một tuần, còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m² đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Sẵn sàng. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để chào nhà trai tôi hết cho đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? Thì chắc đó là một cái tìm mình cũng đang định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang cái khỏi ca, có tàu là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng có đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em gái. Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được, nay đau họng hát không được. Dạ, dạ. Có kể bữa nào mình về hát chút. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á. Do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ vậy, không muốn lại gần luôn. Quay. Nín cười. Dạ. Đừng cười thứ ơi. Cũng đâu có mất như vậy, ai nói kỳ vậy? Bạn em ai cũng nói hết á. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói. Gương mặt và cũng có nét. Đúng rồi. Không có đến mức gì như thế. Đừng có tự ti quá. Mình phải lạc quan lên giống như anh giáo đốc bên kia. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao đến vậy? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc nhiều quá. Em hỏi thiệt anh á, chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là người một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? Thì mình cũng đã từng gãy đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mãi mê kiếm tiền.
Thì đến hôm nay thì mình vẫn còn mãi mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Cái vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước, đúng không? Gia đình. Có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa, và tại sao chia tay, và chia tay lâu chưa? Mình đã có một bé gái, năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì bé đã, mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ. Tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mãi mê lo công việc kiếm tiền. Nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ, thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền, nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ, chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền mình quên cái sự chăm sóc đó. Nói chung thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe, say tàu. Những cái đam mê của em thì cô ấy say, lại là không thích, không đi được. Có say xe, say tàu gì không? Xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa. Tùy bữa rồi, ổn định. Rồi sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài, nhưng mà có những cái điểm là mình không hợp. Không lẽ xe tàu được không? Xe 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 tàu với chị tay không, cô ấy là tới. Ví dụ không đi được, nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói thẳng ra hay cô ấy là ghen kiểm đi. Tra những cái riêng tư, chẳng hạn như là máy móc điện thoại, thì những có những điểm đó thì em không thích. Rồi người phụ nữ là điểm đó mấu chốt, tức là cô ấy quá ghen, rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào. Biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như được. Vấn đề gì mới nói ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm soát phải có quá. Lý do, hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh vậy có chịu được hay không. Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là đi tiếp khách nữa. Đi tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng. Em thì ghen nhanh lắm. Bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên còn đây em có gia đình rồi đó, có con gái rồi đó. Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? Dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bền vững. Không phải ấy đâu, mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta nói thôi, nói thẳng ế bền vững chứ. Bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha. Coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có dạ. hiểu không? Mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn. Dạ em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên á thì em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau, cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, rồi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn của bạn nãy ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người chung thủy. Có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính. Từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình. Không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa.
Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, yeah. Bạn trai có gia trưởng không? À, riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn cho người chẳng hạn như là em là một người rất rất chi là sạch sẽ. Ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết. Toàn bộ em chỉ đi mang giày. Tại vì em sợ mang đôi dép á thì người khác sọc chân vào. Nếu mà dép của em mang á thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? À, mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau, bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Nhân dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn nha. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn anh. Bó hoa. À, cảm chúc ơn Ngọc anh. Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ. Chúc cái đó Ngọc Lan phải lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Rồi, hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài, ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ như tiệc tùng cũng vậy, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly tuyệt đối là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung không được không? À không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại gì, vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào mà nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được nếu mà có việc cần ở đó. À, lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi. À, nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không hay như thế nào ạ? À, đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa, tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi, và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra anh, cái quan điểm của anh đó là không có sai. À, đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? À 68, đó. Thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng. Nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc... Thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi. Chính xác. Mặc dù... Vì... em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi, vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi. À, nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt. Đúng. Cho giữa hai vợ chồng.
Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo Linh thế này nè, nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé, nên mở ra chút xíu đi. Theo Linh là như vậy. Đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Ừ. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không. Nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa còn vẫn không sao. Ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là ồ, mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ. Rồi ok, mình đã phân tích đến tận cùng của câu chuyện này, cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này nào. Để tao nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha. Thấy được thì bấm, không được không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Nếu như mỗi người chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp. Mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép, phải thật hợp quý vị nha. Phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Phải có duyên, có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau. Chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không? Cũng mới thì nắm tay bình thường thôi. Có hôn đầu tiên chưa? Mình cũng có người có người không, hôn nhẹ. Có người không. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ có. Cái gì? Lăng nhăng. Em không có lăng nhăng luôn ạ. Đây không có lăng nhăng nha. Dạ. Hai yêu trung thủy luôn. Với lại nhậu nhẹt. Không thích nhậu nhẹt. Không có nhậu luôn. Không nhậu. Chỉ lâu lâu ví dụ bạn bè đám tiệc thì mới uống 1-2 ly. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Trần Hữu Hà. Em 29 tuổi. Quê quán của em ở Bình Dương ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bến Cát Bình Dương ạ. Công việc của em là em làm sale bán hàng cho công ty PepsiCo ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh và em chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Kiều Phương, năm nay 27 tuổi. Em làm nhân viên lễ tân, hiện em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói tới ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Dạ ưu điểm của em là em tuyệt đối là không hút thuốc nè, vui vẻ hòa đồng, dễ mến dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi thỉnh thoảng hay quên nè. Rủ mình hẹn khách hàng này kia thôi. Dạ, thỉnh thoảng quên ở trong ở nhà đấy. Quên ở nhà thôi ha. Quên cái việc lặt vặt thôi đúng không? Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em á, thích nấu ăn, ca hát, vẽ. Ca hát thôi, giờ hát cái cho nó không khí đi. Sao thấy mới vô gặp nó buồn buồn quá. Nhà trai hát trước luôn. Dạ. Nào, em hát ạ. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua sóng gió của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người yêu tôi đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Em sẽ hát ạ. Đó, phải không khí rồi chứ. Hát vui đó. Nhà gái đâu rồi? Lòng ngập ngùi nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xem được bên anh, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngày nào anh đã trao em, làm trái tim em nói thay. Người yêu ơi anh có biết chăng, em đã yêu rồi. Hay.
Được rồi. Ừ, hát hay quá. Thường tình duyên của anh trai thì sao? Dạ em người cũng trải qua 2-3 mối tình. 2-3 mối rồi hả? Cũng mới là quen giống như đơn phương thôi ạ. Ủa đơn phương thôi đó hả? Thì cũng thời gian vài tháng á, tìm hiểu mà cảm giác không thấy hợp. Coi như chưa có yêu mối tình nào sâu đậm hết trơn á. Dạ dạ. Hả? Chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không? Cũng mới thì nắm tay bình thường thôi chứ. Có hôn đầu tiên chưa? Mình cũng có người có người không. Mình cũng có người có người không. Hôn nhẹ. Hôn nhẹ. Hôn nhẹ nhẹ rồi đó hả? Dạ. Có rồi. Rồi nhà gái của mình đường tình duyên sao cưng? Của em thì trải qua 2 mối tình. Mối đầu tiên thì chỉ là trên mức bạn bè một chút xíu. Rồi. Là hồi còn đi học sinh viên. Còn thứ hai là ra trường rồi được 2 năm, không còn hết yêu nữa. Rồi đến ngày hôm nay thì em đã quên hẳn chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì nhà gái đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối tình mới rồi đó. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Trong năm nay luôn. Em muốn vợ mình như thế nào? Dạ biết quan tâm gia đình nè, biết lo lắng nè, chia sẻ công việc cùng nhau nè, đối nhân xử thế nè, lịch sự lễ phép. Bên nhà gái muốn lấy chồng sao nè? Dạ em muốn một người chân thành, có kinh tế ổn định. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ có. Cái gì? Lăng nhăng. Em không có lăng nhăng luôn ạ. Đây không có lăng nhăng nha. Hai yêu chung thủy luôn. Với lại nhậu nhẹt. Không thích nhậu nhẹt. Dạ không có nhậu luôn. Không nhậu. Chỉ lâu lâu ví dụ bạn bè đám tiệc thì mới uống 1-2 ly. Gia trưởng. Không uống thuốc luôn ạ. Không gia trưởng. Dạ không ạ. Bên đây hiền lắm. Dạ, dạ. Có muốn cao hay thấp hay như thế nào không? Mập dạ. hay ốm? Kiểu vừa người, cao hơn em. Ừ. Dạ. Em cao mét mấy? Con cao 1m65. Con cao 1m65 hả? Ngang ngang thôi. Chào em. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Bên đó cao 1m65 mà tôi cũng cao 1m65 nên giờ đứng lên đo thử coi vừa không nè. Ngang ngang. Bên kia không có mang guốc cao cho nên là được. Được đúng không mọi người? Hợp lý đúng không? Vậy thì tôi sẽ hỏi nhà gái coi nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không? Dạ. Sợ làm dâu lắm hả? Dạ đúng rồi. Thôi thôi. Thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao? Kiểu như là em muốn là ví dụ như là làm dâu nhưng mà kiểu sống riêng á. Sống riêng. Sao sống riêng được? Giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một à? À. Ừ. Người ta muốn ở chung thì sao? Mới hù chút mặt xanh lét. Bây giờ mình hỏi người nhà coi là đúng rồi. Có người nhà ở đây không? Chưa dạ, thấy căng rồi. Nay em đi cùng với anh rể và mẹ ruột đó. À, trời có ơi, mẹ đi đó với hả? Mẹ. Dạ. 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 À, chào cô ạ. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh ạ. Dạ. Và chào MC Ngọc Lan. Dạ. Thì hôm nay mẹ cũng cảm ơn chương trình để cho mẹ cô nó có cơ hội đến đây. Cô có một mình thằng, có một thằng trai à? Dạ. Mà giờ lấy vợ ở Sài Gòn sao cô? Cái đó là cô cũng không quan trọng. Thích giờ tuổi trẻ là nó thích ra ngoài sống nó thoải mái hơn. Cô cũng không ép là làm dâu cô đâu. Dạ. Dạ. Thật ra thì cô gái này không phải là không chịu, nhưng mà nhiều khi là còn nhỏ quá. Còn nhỏ quá cho nên là chưa có hình dung được. Hình dung được cái chuyện làm dâu. Thật ra làm dâu giờ khỏe lắm con. Dạ. Khá làm dâu mẹ chồng là giữ con giùm nè. Đúng rồi. Đưa con đi học nè, cho con ăn giùm nè. Trời ơi, nói chung có mẹ chồng giờ ông bà nội là rất sướng. Đúng luôn. Đúng rồi. Thật sự luôn á. Khoái, đỡ quá sợ. Quá tuyệt vời luôn. Đỡ sợ, cười tươi rồi tôi. Cảm ơn cô rồi, nhiều rồi, con bé nó sợ dữ lắm. Cô chỉ mong muốn cho hai đứa được hiểu nhau và sống cho nó hạnh phúc là được rồi. Là dạ. Cô mỹ mãn lắm rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè, em đi với ai? Dạ đi với bạn. Dạ con chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan ạ. À. Em là Yến, là bạn thân của Phương ạ. À. À, thì bạn em là một người, bạn là khá hiền ạ. À. Em muốn hỏi là anh có hay gọi là vô tâm không anh? Dạ không, tuyệt đối không. Anh mà thương thật lòng luôn thì không quan tâm hết mình luôn ạ. À. Tại vì bạn con thì bạn ít nói, bạn khá là nội tâm nên bạn trai mà hơn, nếu mà gặp một bạn trai mà vô tâm nữa thì nó khó là đi lâu dài đó chị. Ừ, đúng rồi. Em thấy là anh bên này cũng ok. À, Phương có thể cho anh cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Mở rào.
có muốn quà tặng em? Dạ. Cảm ơn anh. Thì anh tặng em bó hoa bông hồng này. Anh mong cho nếu mình có cơ hội tìm hiểu nhau á, thì mong cho tình yêu của nó đẹp như bó hồng này. Dạ. Giờ bạn gái tặng cho bạn nam gì á? Em tặng bộ chăm sóc cá nhân. Mỹ phẩm hả? Ừ, mỹ phẩm. Trời quá trời tinh tế rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Thì anh thấy em cũng hiền dịu mà có vẻ trầm tính á. Em thấy anh một người cũng hay nói lắm. Ý là tại sao anh lại chưa tìm người mà quen lâu khoảng một chút á? Có thể không có hợp, tìm hiểu sâu hơn thì có thể không hợp thì mình thôi. Không có theo như mẫu người mình muốn tìm. À dạ. Giờ em thấy mẫu người đó được chưa? À, em thì trước tiên thì em thấy bạn này cũng hiền dịu. Chỉ là thấy em mỗi cái hiền dịu thôi. Hiền dịu và bé biết lo lắng quan tâm vậy đó. Hẹn hò nhau thì mình có thể vào cuối tuần. Khoảng cách đi vậy thì anh có đi xuống với em không? Đi xuống với thành phố không? Thời gian thì đầu thì mình cũng nên anh xuống cũng được. Xuống xong rồi nếu như mà quen lâu thì em phải đi lên với anh hả? Đúng đi rồi. Lên trên anh. Thì em đi đâu thỉnh thoảng lại về chỗ anh cũng được. Cho có qua có lại. Trời ơi, xéo mình phải... Tôi không có chịu chỗ này à. Để tôi ngồi tôi nhảy nhõm từ nãy giờ. Ấy là lâu lâu á, ý là về nhà là lâu lâu cho biết nhà đâu. Thì được. Chứ không phải là anh chỉ lên có lại gì hết. Dạ. Đôi khi mình xuống cả đời luôn. Dạ. Mình cũng con được trai luôn. Cái đường xa thì mình là cái người chủ động đi nó. Cái thứ nhất nó an toàn hơn. Cái thứ hai mình cũng ga lăng hơn nữa, đúng không? Thông cảm nhà trai tôi, nãy giờ thấy nhà gái cũng xinh đẹp, dễ thương. Nhà trai Quyến hả? Khóc, dễ thương quá nên nó hơi rối chút xíu. Có cơ hội tìm hiểu nhau á, mà hợp á, thì mình có thể tiến tới trong năm nay cũng được. Năm nay cũng được. Trong năm nay đó, ý em sao? Có thể tìm hiểu vài tháng học chơi vài trong tháng năm nay cũng được. Ý mong muốn của em là phải hết năm nay. Hết năm nay cũng được mà. Thì sang năm cũng được. Gần thôi thì tối thiểu là nói chung là trong vòng 2 năm đổ lại. Năm đi. Nhưng mà năm 3 năm sau. Nhanh hay không là do em á. Nếu mà người phụ nữ thấy tình yêu của em đủ lớn rồi đó, người ta đủ tin tưởng rồi là người ta đồng ý ngay, đúng không em gái? Đúng rồi. Đó, vậy thôi. Hiểu không? Rồi, bây giờ tiến tới nào. Nắm tay bạn gái. Cho phép anh nắm tay chứ không phải bắt tay bạn bè mà khách hàng đâu. Nắm tay. Thấy em cao so với nếu đi quốc chắc cao này. Tự nhiên hỏi thấy sao kêu anh thấy em cao. Tao nghĩ sao tao nói vậy mà. Dạ. Tình yêu nó thấy hiền thì mình cứ có duyên tìm hiểu nhau thì mình cứ cho cơ hội tìm hiểu nhau thời gian đi đó em ơi. Giờ đây anh cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Rồi, thôi về ghế đi. Đủ rồi. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa đi. Nếu phải, đây là người một nửa yêu thương của mình, mình cảm nhận đúng như vậy thì hãy bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận không phải đâu, người này không phải, thôi bỏ qua, đừng bấm nút. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Không phải, kiểu như không kịp. Bấm không kịp. Có bấm không? Có. Có bấm, có bấm vô. Trời ơi. Bấm không kịp nữa. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Nào, hãy nắm tay, xen tay vào với nhau nào. Đúng rồi, đó. À, mẹ ơi, mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ như thế nào? Mẹ thấy bạn gái bên đây thì rất hiền lành, dễ thương.
Thì mẹ ông mong cho hai con tìm hiểu nhau và sâu hơn để nhanh mẹ nhanh có con dâu. Dễ thương quá. Bây giờ là coi như ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình á, mình nói gì thưa hai bác, hôm nay cho phép tụi con tìm hiểu và hứa hai bác gì đó. Dạ. Đó, nhìn đó nói đi. Thì con xin chào hai bác đang xem qua màn ảnh nhỏ. Thì con mong bác cho con hai con được cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, tiến tới hôn nhân trong năm nay là qua năm cũng được ạ. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây rồi, cách nhau một cái hàng rào tình yêu thôi. Mình nói chuyện lớn lên để hai bên cùng cảm nhận được chút xíu mình gặp mặt nha. Yeah. Em trai giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ, dạ. Chào bạn nữ bên kia cùng khán giả. Em tên là Thái Ngọc. Em quê Sóc Trăng, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Thái Ngọc ha. Dạ. Em trai mà tên cũng đàn ông ghê ha. Thái Ngọc ha. Thái Ngọc làm gì? Dạ em làm bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y hả? Dạ, làm bên mảng chó mèo. Là chích chó mèo đó hả? Dạ. Ồ, ngành này xu hướng đó nha. Ngành này giờ khá lắm à. Rồi mình ở Bình Dương với ai Ngọc? Dạ em ở Bình Dương một mình. Một mình? Dạ. Rồi gia đình ở đâu? Gia đình đang ở quê ở Sóc Trăng. Còn ai với ai dưới? Còn cha mẹ, anh chị em đều đầy đủ hết. Sao mình không đưa ba mẹ lên đây ở với mình cho nó vui? Tại vì ba mẹ em làm nông dưới quê quen rồi đâu có lên đây được. Mình làm cái cơ sở thú y đó là của mình riêng hay là mình làm cho ai? Dạ của em riêng. Trời, nhưng mà em làm chung với một ông anh nữa. Ừ. Dạ. Được đó. Mai mốt mua đất Bình Dương luôn được ha. Dạ. Rồi chào đón bác sĩ thú y. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. À dạ, xin chào quý vị khán giả và chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Dạ, con tên là Võ Nguyễn Như Muội. À, tên thường gọi là tên Kỳ An nên mọi người cứ gọi con Kỳ An nha. Thôi gọi muội cho nó dễ thương đi. Muội sao muội? Muội sinh năm mấy? Dạ sinh 1994. Nhiêu là tuổi muội? À, năm nay hình như là 28 tuổi. 28 tuổi mà bà nói là năm nay hình như là 28 tuổi. Bên đây tên là Ngọc, bên kia tên là muội. Dạ. Ngọc muội. Dạ, năm nay em năm sinh năm 93. 93. 29 tuổi rồi. Vậy lớn hơn 1 tuổi đúng không? Dạ. À muội làm gì muội ơi? Dạ hiện giờ con đang là kỹ thuật viên của bên spa tại Cần Thơ và hiện giờ đang sinh sống là làm việc tại Cần Thơ ạ. À làm Cần Thơ luôn hả? Dạ vâng. Tại thành phố Cần Thơ luôn hả muội? Dạ đúng rồi ạ. Gia đình hiện giờ đang sinh sống và làm việc ở Cần Thơ hết. Võ Ngọc Như muội, trời ơi tên nó dễ thương dễ sợ luôn. Rồi hai đứa gần như xa nhau lắm á. Dạ gần, tại vì hồi đó em cũng có thời gian ở 4-5 năm ở Cần Thơ, em đi học đại học rồi ra trường đi làm ở Cần Thơ một thời gian nữa. Nhưng mà xét về mặt gia đình á thì ở gần nhau, miền dạ, Tây luôn, Sóc Trăng đi qua Cần Thơ cũng được ha. Rồi vậy thì mỗi lần về quê đó là mình ghé qua Sóc Trăng, ý quá ghé qua Cần Thơ. Cần Thơ rồi vòng về Sóc Trăng đúng không? Dạ. Đằng nào cũng phải đi ngang Cần Thơ mới tới Sóc Trăng. Tiện rồi. Quá ha. Tiện lắm, nói chung hai đứa nó tiện lắm á. Rồi nhà trai có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ em có cái khuyết điểm là kiểu như gặp đám đông vậy nè, bắt đầu em bị khớp rồi bắt đầu em diễn đạt cái ý của mình á, nó không có rõ ràng, có khi người ta không hiểu được hết. Với lại em cũng hay bị áp lực cái vấn đề như là tốc độ công việc á. Cái tính chất lúc nào em cũng muốn làm cho nhanh hết. Em tự động em áp lực vậy đó, có nhiều khi á là nói chung là làm phải kỹ. Nhưng mà công việc kỹ nhưng mà em cũng gắng làm cho nhanh nè. Cái vụ này nguy hiểm á, kỹ phải kỹ, chích dạ, nhiều khi nhanh quá nó chích lộn, nhầm thuốc rồi kia, chích thuốc chích chó ra mua chích mèo nó cũng lộn cũng mệt lắm á. Đúng dạ rồi, cái tính này dường như là chưa à, không có bình tĩnh đó. Đúng không? Dạ. Ừ. Cái này là phải còn khắc phục nha. Còn về phần ưu điểm thì em chịu khó với lại em độc lập được tài chính. Ừ. Rồi á là em thích nghi với môi trường nhanh, có nghĩa là tiếp xúc với đồng nghiệp hay là gì đó thì em sẽ tự thay đổi mình hoặc là hòa nhập với một cái môi trường, mối quan hệ nào đó nó nhanh hơn. Rồi khi mà nếu mà có vấn đề xảy ra thì em thường em sẽ ít khi nào mà em nóng liền hoặc là tranh cãi liền, mà em đặt cái mình vô cái vị trí của người ta rồi bắt đầu em mới có thể là không giải quyết được liền, nhưng mà em sẽ
kiểu là để sau mình giải quyết lại. Được, cái này được. Dạ. Nhiều khi mình nóng quá giải quyết nó sẽ bất lợi. Dạ, bất lợi. Cứ từ từ bình tĩnh để giải quyết ha. Tại vì em rất là sợ mất đi một cái mối quan hệ bạn bè hay là bất kỳ cái mối quan hệ nào. Được. Kể cả người thân. Cái này là điểm tốt đó. Dạ. Ừ. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái. Dạ. Em điểm mạnh thì là biết lắng nghe người khác. Ừ. Nhưng mà cũng là khuyết điểm luôn, là đôi khi mà lắng nghe mà câu chuyện vui thì em sẽ vui theo cái niềm vui đó. Nhưng mà nếu mà chuyện buồn thì em sẽ hơi bị khó chịu và buồn theo. Cái đó cũng là nhược điểm và khuyết điểm hiện giờ. Và ngoài ra là biết nấu ăn và rất là thích nấu đồ chay. Ăn đồ chay rất là thường xuyên. Dạ. Còn nhược điểm của mình hiện tại và không bao giờ sửa được, chắc là làm đồ ăn mà chế biến là thịt sống. Là sao? Là em không thể chế biến được cá. Chế biến cá, thịt, đồ sống là em không thể chế biến được. Tại nó có mùi tanh là em không thể làm được. Và em không thể giết gà hay là mặn gà được, là em không thể đụng được. Dạ. Cái này cũng thật ra cái này cũng đức tính tốt đó, cái tâm tốt đó. Rồi giống như Quyền Linh á, anh đi chợ mà anh mua cá nó phải ngợp nó chết anh mới mua. Dạ con đúng. Tép con tôm nó phải ngợp nó chết mới lựa, ngợp chết. Người ta nhiều khi người ta chê mình nói ông Linh ổng keo, ông mua 1 ký tôm 160 là nó ngợp. Còn tôm sống là 170. Ta mua cái tôm 160 mà người ta nghĩ mình keo. Nhưng thật ra mình mua cái tôm nó ngợp rồi đó. Nó chết rồi mình về mình làm mình cảm giác cái tâm mình nó an hơn. Nó kiểu vậy đó thôi. Chứ là mình cũng sao nào là có cắt cổ con gà được đúng không? Dạ đúng rồi, không có thể nào là động mấy con vật sống được. Nhiều khi mình thấy cắt mình cũng không dám ăn nữa, thành ra là đó cũng tâm tốt, không sao hết trơn á. Ha. Dạ. Hai bạn này cũng đều tốt như nhau rồi. Dạ, với hiện bây giờ là nhược điểm hiện giờ là hơi là đôi khi trong công việc á, mà gặp khách hàng mà nó như là nó nặng chút xíu á, thì mình sẽ không có bật lại đâu. Mình sẽ là mình sẽ suy xét này kia nọ với khách hàng của mình như thế nào. Đó rồi em mới tìm cách giải quyết, nhưng mà của em là vấn đề này hơi chậm á. Giải quyết hơi chậm là em sẽ buồn một khoảng xong rồi sẽ nhắn tin với khách hàng này kia nọ. Vậy đó, cái đó là nhược điểm hiện giờ. Không nhược đâu em, cái đó là tốt đó. Em bật là khách hàng ta bỏ hợp đồng luôn á chứ bật. Không, nhưng mà đúng là bạn này nói là nhược điểm là cũng có phần có lý nha. Tại vì nhiều khi có những vấn đề chúng ta cần xử lý liền thì bạn này là chưa có tìm ra được cái hướng xử lý liền ngay tại chỗ đó. Hai đứa này mà hai đứa nóng một lúc là hai đứa tự nhịn nhau hết. Đây nó cũng kìm để từ từ giải quyết. Bên nhưng... kia để chiều cũng giải quyết được. Nói chung cái đó là tốt, nhưng mà là nhược điểm nữa. Nhược điểm nữa hả? Dạ. Nhược điểm của em là thường tại vì cái vẻ ngoài á, cái khuôn mặt á, thì ví dụ như là em chủ động, em vui, em cười thì nó sẽ vui, nhưng mà nếu mà em bình thường hoặc là em đang có chuyện buồn là em không có che giấu được cái cảm xúc, không che giấu được, giống như là người ta biết mình buồn liền. Đâu có làm chuyện đó cho coi bây giờ, ví dụ mặt không cười coi. Mặt mùng một Tết gặp người ta vui lắm á. Dạ. Mặt không cười buồn thiệt, nó buồn lắm, rầu luôn. Rầu nó não lắm. Không, thật sự ra cái mà vấn đề là mình không che giấu được cảm xúc của mình á, khi mà mình bực cái gì đó hoặc là mình mệt á, mà mình không có giấu được những cái điều đó vô là cũng rất là khó trong cái việc giao tiếp đó nha. Dạ. Yeah. Cái đó mình không có được đâu. Nghệ sĩ chúng tôi buồn cũng phải cười. Đúng. Ông nội bà nội chết cũng phải đúng. Cười. Bởi vậy em lúc nào em cũng phải cũng ráng cười, phải cười. Yeah. Phải cố gắng thay đổi đó chứ nè. Có con bé nó ngồi đó nó cũng vậy đó. Nó buồn một cái là cả thế giới biết luôn. Không, thật ra là cái đó mình nên khắc phục, bởi vì sao? Trong giao tiếp á, cộng đồng á, mình cứ đem cái mặt mình buồn á tới nơi mình đem cho người ta nhiều cái năng lượng tiêu cực quá. Thật ra cuộc sống này có rất nhiều điều buồn, nhưng mà nếu mà mình giao tiếp ra ngoài, bước ra ngoài đừng để cho ai biết buồn cả, ngay cả trên mạng xã hội mình cũng phải lan tỏa những năng lượng tích cực, mình cứ vui lên. Thật ra trong lòng của chúng tôi nhiều khi cũng buồn lắm á, đứt ruột á, mà cũng ráng cười vậy đó, đúng không? Đó là mình đem đến những năng lượng tích cực, mà mình tích cực thì người ta đều tích cực, và từ lúc đó cái phong thủy á rất là tốt nha. Cố gắng thay đổi đi. Dạ. Theo anh là theo cái này điều chỉnh được. Em điều chỉnh được rồi, tại vì em nói cho bạn nữ biết. À vậy hả? Để... với lại nhiều khi do cái cơ mặt của bạn này nữa. Cơ mặt xả một cái là nó sệ hết. Được rồi. Cái đó mình góp ý chung thôi ha. Dạ. Còn thật ra mỗi người một cá tính cũng đúng thay rồi. Đổi từ từ thôi. Không sao, cũng đẹp trai mà. Đẹp bác trai. Sĩ trời ơi, tao nói con ruồi nó đậu rớt nội ơi. Láng dữ gì biết. Sức cái gì mà láng dữ. Sức dầu dừa hay gì?
Dạ đâu có, tại em vuốt keo thôi. Vuốt keo hả? Chuẩn bị kỹ quá ha. Kỹ quá, đầu láng rùi rớt xuống rớt. Hồi hôm em ngủ không được luôn, em thức. Sao vậy? Không biết, em lo lắm luôn á. Lo gì? Gì? Lo lên chương trình này kia em nói chuyện không được rồi. Nói chung là nhiều vấn đề lắm. Nói quá trời nói, nãy giờ nói được, rồi đó. Nói được rồi, nói đó. Được rồi đó. Không, chút ghé chích giùm chó thôi. Chó mấy bữa nay nó không có nói năng gì, nó ý quên, nó không có la lối gì được hết trơn, nó nằm im ru. Hồi có ghé chích giùm tôi con chó nha, không hiểu sao hôm nay nó buồn tôi sao, nó không có nói. Chứ đi hoài đó. Hả, đi hoài. Mai mối cho người ta nhiều quá mà không mai mối cho nó buồn. Gặp cái mặt nó hùn gùm gùm, nó nhìn nó không có một thái nói độ. Nói nó là nó phải cần phải lan tỏa năng lượng tích cực cho đúng người rồi. Khác chứ đừng có như bây vậy. Giờ mà ăn trộm vô nó cũng ngồi nó nhìn nó buồn. Nhớ chích mũi giùm chó thôi nha. Chích mũi thuốc vui nha. Rồi lên chích mũi cho nó vui lên nha. Rồi, ok. Bây giờ mình... Tình trường. Đúng rồi. Đúng. Bác sĩ Thu Y, tình trường sao nè? Dạ, tình trường em thì có hai mối tình. Ừ. Dạ, mối tình đầu tiên thì cái đó thời đi học thôi. Cho qua. Thì cho qua, còn cái mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm. 4 năm, sâu đậm đó. Dạ. Sao chia tay? Càng về cái cuối thời gian giống như là... Yêu nhau thì thời gian đầu nó vẫn là một tình yêu đẹp lắm. Ừ. Cũng kia, nhưng mà về dần cuối bắt đầu người ta quá quen với cái sự có mặt rồi đó. Ừ. Có thể là đến từ cả hai luôn là không còn chia sẻ nhiều với nhau nữa. Ừ. Hoặc là nó cuốn vô cái cuộc. Từ từ nó xa làm. Nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà mình thấy mình có khuyết điểm gì trong cái sự chia tay đó không? Dạ, có lỗi gì không? Cũng có. Thí dụ? Là giống như là... Nhiều khi á, em hay dặn giống như là có nhiều khi bạn đó đi nhậu khuya về đó, cái em nhắn tin em hỏi thăm thì bạn đó nói lớn rồi còn hỏi hoài, ngủ đi. Rồi lần những cái lần sau đó em không hỏi nữa thì bạn đó giận. Tại sao không hỏi? Tại sao không hỏi? Đó. Nói chung là đó chỉ là một cái thôi, nhưng mà nó có nhiều vấn đề tại em không có thể nói ở đây một mình em được đâu. Nếu mà có bạn đó thì em mới nói. Đúng rồi, không nên nói. Dạ. Đại khái mình rút kinh nghiệm là mình biết cái lỗi của mình để mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau này mình không có phạm phải thôi. Yeah. Vậy thôi chứ mình không có nên nói, không có chuyện người thứ ba ha. Yeah. Rồi vậy thôi, tôi qua tôi hỏi nhà gái coi. Đúng. À, chào em gái xinh đẹp dễ thương. Nhà có nuôi chó không? Dạ có nuôi ạ. Có mèo không? Dạ cũng từng nuôi luôn. Có bao giờ đem tới bác sĩ thú y lần nào chưa? Có rất là nhiều lần luôn ạ. Mấy ông có làm khó chịu mặt bộ đơ không? Mà không biết sao gặp con thấy vui à. Gặp con vui hả? Dạ, mỗi lần con chở chó mèo con đi là mấy chú niềm nở lắm. Sao chắc nở? Là khách mối. Khách mối mà đâu niềm nở. Dạ. Đâu có dám quạo. Thành ra cái ông bác sĩ bên kia kìa, đôi khi ông buồn người ta, khách hàng người ta thấy ông buồn người ta cũng không có vui. Dạ. Thành ra mình rút kinh nghiệm là bác sĩ thấy người ta ẩm, bệnh nhân thấy phải vui chứ. Dạ, đúng khách không? Hàng mà đúng không? Chứ đôi khi là mình làm dịch vụ á, là đôi khi người ta là có một cái chuyện vì đó người ta bực dọc, thì mình làm dịch vụ là mình phải là đi theo khách hàng, mình phải là tâm đó. Lý với khách hàng chút xíu, mình đó. Vui vẻ đôi khi là khách hàng sẽ ok đúng và rồi. Đi với nghe mình chưa tốt. Nghe chưa bác sĩ? Buồn mình phải ráng vui lên nha. Chứ buồn mình thể hiện ra khách hàng ta bỏ đi đó. Bạn được. Cố lên nha bạn. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con hiện 3 mối tình. 3 mối hả? 3 mối là. Mối dài nhất nhiêu? À thôi giờ con nói đầu tiên đi. Rồi đầu tiên. Mối đầu tiên là chắc là năm nhất cao đẳng á. Cao đẳng yêu mấy năm? Có quen vài tháng thôi bị cấm sừng. Đang chạy xe bốn trên đường qua cầu, gặp bạn chở người ta. Có ôm không? Quan trọng chở mà có thấy ôm không? Ôm luôn. Rồi con biết đâu em gái ta. Đâu, không có đâu. Ôm cứ ngắt à. Chạy qua mà cây cầu dài như cặp sừng của con nha. Giờ gọi giờ luôn. Cây cầu dài như cặp sừng. Mới mấy tháng ông nội nào cũng chở cắm sừng ta vậy. Rồi bỏ. Bỏ luôn. Đúng rồi. Năm sau quen bạn mới. Và bạn nó dễ thương lắm. Mấy năm? Dạ, quen cũng được 3 năm quá. Ừ, rồi sao? Gia đình tính cuối. Ồ, tới nhà luôn. Nhưng mà lúc đó là chưa có việc làm ổn định, rồi nhà có công việc, nhìn nói chung là nhà gặp năm đó là nhà gặp vấn đề rất là nhiều. Rồi con bị stress rất là nhiều mọi hướng nữa. Nên xin hủy hôn bạn. Trời đất ơi, cái này là cấm sừng người ta nè. Không, lúc đó không có quen ai đâu. Người ta đã tới rồi còn sao hủy hôn là sao? Đôi khi cũng muốn xin lỗi bạn đó rất là nhiều. Tại xin lỗi gì hại đời thanh xuân của người ta. Nhưng mà lúc đầu là bạn đã hẹn rồi, hai bạn đã giao kết với nhau. Ừ ok, năm 2022
thì bắt đầu là sẽ cưới. Người ta thương quá người ta phải cưới thôi chứ. Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay mà. Rồi cái quỷ hôn ta làm cái ông thất tình thiệt á. Bởi vậy bị quả báo cho nên tới mối tình thứ ba đúng không? Tới mối tình thứ ba quen được cũng vài tháng mà khách làm mai cho ấy. Rồi làm quen được vài tháng rồi bạn nó cũng xuồng. Đó, thấy chưa? Ai mượn hồi xưa xuồng người ta. Thấy chưa? Trả giá là vậy đó. Bây giờ sao? Coi như là bây giờ là... Giờ là quê rồi đó, nhân quả là quê rồi đó. Bây giờ đã đến lúc người ta tập trung vô là có người yêu để lấy chồng chưa? Con nhất quyết là năm nay 2022 là cưới đó. Cưới nha. Trời ơi. 2022 cưới nha. Chắc không? Bác sĩ thú y được không? Êm ha. Êm. Êm đó. Trai nha. À, người Sóc Trăng, miền Tây nữa đó. Ngon. Không? Cao không? Cao. Đẹp trai. Con rụi đậu rớt tụi nó... tóc có láng rớt rớt. Trời ơi. Vậy này chăm sóc thì kỹ nha. Bác sĩ thú y mà. Cứ là mỗi ngày con cứ đứng đó thu tiền chó với mèo thôi cũng ngon nữa. Không sao đâu, bạn cứ lo chó đi, con lo cho bạn nữa. Được. Lành quá trời. Rồi, mình mong muốn có người yêu như thế nào? Hiện giờ thì con mong là bạn nam là cái tính điềm đạm. Nói chung là... Quá điềm đạm, bên đó điềm đạm lắm. Dạ, đôi khi là có một số công việc thì buổi sáng thì con phải là tươi cười với khách hàng. Nhưng mà buổi tối thì về phải chia sẻ với nhau để hiểu công việc với nhau chút xíu. Với bạn phải hiểu con chút xíu. Công việc spa của con là giao du và ngoại giao rất là nhiều. Tại giữ mối khách hàng rất là nhiều. Nên đôi khi công việc của con là đi, có thể là khi đi làm ra lúc 8 giờ. Nhưng mà 8:30 là khách hàng gọi, em ơi chị buồn quá, chị gặp vấn đề ABC các kiểu. Mình phải ra cà phê với khách hàng chút xíu. Đôi khi là em phải đi là không về đúng giờ. Đúng giờ giống như là... Ví dụ giờ ở nhà người ta có công việc đầy đủ hết. Cái vợ về ta nó muốn vợ ở nhà quản lý cái tiệm thú y đó. Mình nghỉ việc được không? Cái này là nếu mà bạn nam có điều kiện kinh tế mọi thứ ok thì ok, con sẽ lui về, con sẽ giúp bạn. Được. Dạ. Hợp lý. Nói chung là mình là người phụ nữ nên mình phải lo cho gia đình mình trước. Được. Đó, lo cho gia đình tổ ấm của mình ok. Nếu mà sau này ok, mọi việc công việc của mình đã ổn định rồi và mình muốn kinh doanh thì mình sẽ sắp xếp công việc với bạn và mình chia sẻ với bạn về kinh doanh riêng của mình. Cô này cô lành thế ớn luôn á, được đó. Không? Bác sĩ đây có người này cũng hỗ trợ là cũng được lắm á. Dạ. Rồi. Gu nhà trai thì sao? Chia sẻ cho chú Quyền Linh nghe nè. Gu của em thì ra em cũng không có gu chuẩn nào hết. Nó tại vì mỗi người mỗi vẻ mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không có. Thế chứ sao mà được nè? Phụ nữ thì phải chung tình, chung thủy một chút, đừng có lăng nhăng thôi. Còn mọi thứ còn lại về ngoại hình thì em không quan trọng. Tại vì ngoại hình mình có thể nếu mà không đẹp thì mình đi sửa lại. Đến đơn giản quá. Có tiền người ta sửa không? Bạn nam ơi, bạn đem nam. Là mình kiếm tiền. Bạn nam ơi, mình muốn đi sửa là bạn cho phải không bạn nam? Mình gán làm thì muốn thì gán để dành thôi, chừng nào có thì mình sửa thôi. Vậy là tự mình gán làm thì bạn cho mình làm nè, mới quan trọng. Mình là đàn ông thì mình làm chứ. Mình làm cho lấy tiền cho phụ nữ đi sửa hả? Tôi rất là ít thấy ông đàn ông nào mà đi làm kiếm tiền cho bạn gái đi sửa sắc đẹp nha. Không có. Ít lắm á. Không có trời. Nhiều chứ. Vấn đề chỗ là đã yêu thương nhau thì cái gì cũng có thể chấp nhận được hết trơn á. Rồi, của chồng công vợ. Mà cô gái bên đây là hoàn hảo rồi, không cần phải sửa gì đâu. Chưa chắc, biết đâu dưới con mắt của người ta cần phải sửa lại. Thí dụ như con mắt khoét cho nó to ra, cái lù mũi độn cho nó dài ra, cái mỏ độn cho nó rảnh ra, thí dụ vậy chẳng hạn. Mỗi người người ta thích làm sao. Mình đừng có nhìn theo chủ quan của mình đúng không? Cái chuyện đó tính sao. Rồi, bây giờ nhà gái nè, mẫu hình lý tưởng của nhà gái sao? Con không có mẫu hình lý tưởng, tại mỗi người mỗi vẻ mà. Quan trọng là sạch. Nhìn hợp mắt, nhìn ok, nhìn cao 1m7. Hơi tròn trịa mũm mĩm đi. Tại em thích tròn trịa mũm mĩm dễ thương. Đừng có ăn nhậu nha. Nhưng mà ăn nhậu với con thì được. Đi thì ăn nhậu mà ngủ con theo là ok. Con thoải mái lắm. Chứ không có râu. Con ghét râu cực kỳ. Con không thích râu đâu. Râu khó chịu lắm. Con nói thiệt.
Râu á nó có nhiều cái đặc sắc lắm. Râu râu làm gì ta có râu làm gì chết khó rồi. Chịu cô. Thôi không có được không thôi. Hả? Con không thích râu đâu. Nó, nhìn nó sạch sẽ nhìn vị thương. Người ta có râu người ta đâu có dơ. Ta có râu ta vẫn sạch mà. Thế mà râu như thế nào hả? Đôi khi cái râu ở trên thôi nhìn cũng ok hết. Râu nó nhột đã lắm. Thôi không được. Mắc cười lắm, nhiều khi đang buồn buồn cái có bộ râu vô cái cười liền. Đây có khi nào á mà cãi lộn cái xong con về á. Con quát không? Cãi lộn về ngủ phụ. Quát một cái giật nè. Là chia tay luôn á, tại đau quá. Râu quạo. Không. Đau quá quạo. Chế ạ. Để cô lấy chồng đi rồi cũng biết râu nó có không. Như thế nào. Đôi khi suy nghĩ nè, đôi khi cưới về đi rồi tính tiếp. Ừ. Có râu không phải là già đâu nha. Bên đây râu. Có râu để tới biết đây cho. Thôi chứ không có nhiều á. Nói chung là đang có râu rồi đó. Được rồi. Vậy không bể hết trơn rồi. Ta đang tính lừa. Không thích gì nữa nè. Không thích ăn nhăn. Lăn nhăn. Dạ đúng rồi. Con không thích ghen. Không thích ghen luôn. Dạ. Bạn nam hiểu công việc con chút xíu đi là sẽ không có ghen đâu. Tại công việc của con là tiếp xúc là đa số nữ thôi. 2% còn lại là nam. Nhưng mà xin lỗi nha, BD hết rồi lấy gì chơi. Trời đất ơi sao không biết BD. Đôi khi đi làm bạn bè với nhau á, rồi chụp hình bạn nam thấy ui chuỗi thằng này đẹp trai ngon quá rồi ghen. Không có được như vậy. Tại mình em mà nếu mà em đặt cái đẹp vô hàng đầu là bây giờ em không lên đây đâu. Dạ. Thật ra cái đó dễ lắm, mai mốt bạn bè em cứ cho đi chơi chung. Em đi đâu chơi với bạn em dắt bạn trai em theo, em giới thiệu. Chơi chung với nhau hết, trở thành một cái hội bạn, một cái group bạn. Nó cũng tốt hơn cho mối quan hệ của mình nữa. Nhưng mà bạn em nữ không đi rồi mắc buồn. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cũng bà không. Bà sợ đó, bà chụp hình với con trai, bà sợ người ta ghen. Rồi bây giờ bà rủ người ta đi chơi chung á thì bà kêu con gái không mà mất bồ. Không, bây giờ cưới về đi rồi đi kiểu gì cũng được mà. Trời ơi, cô này là cũng cô mệt lắm á. Giờ đi với ai nè, cô gái đi với ai? Dạ, bữa nay thì đi với bà nè, với mẹ, bà bạn nữa. Rồi. Đi với ai? Bà hai bạn. Bạn hả? Dạ. Rồi mời đại diện nhà gái đi nào. Rồi, con mời bà. À đi với bà hả? Còn bà trẻ vậy. Mẹ đây hả? Ủa sao sắp sao nhà gái ngồi bên đây ngộ vậy? Dạ con chào nhà gái ạ. Chào MC Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả của đài truyền hình. Tôi tên là Ánh Ngọc, là bà của Như Muội. Bà nội hay ngoại? Bà mợ. Bà mợ. À dạ. Tôi thấy là cái chương trình này sắp ra để cho hai cháu được quen nhau, gặp nhau là rất là tốt. Mình thì không có ý kiến gì, nhưng mà nếu mà gặp nhau đã là một cái duyên thì có cơ hội thì hai cháu nên tìm hiểu thêm. Tôi xin hết. Rồi xin ý kiến mẹ các coi. Mẹ thấy chàng rể tương lai này có hợp với mình hay không? Bây giờ cái cảm quan của mình đó như thế nào? Chào chú Nguyễn Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Chào các bạn có mặt hôm nay. Nhận xét thì chú này cũng dễ thương. Cảm ơn. Nhưng mà cũng chắc có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Mà mẹ cũng cho quyền của con. Cái đó là cái cuộc đời của con và quyết định của con sau này. Mẹ xin hết. Rồi, cảm ơn nhà gái. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi một mình. Một mình hả? Nhà dưới quê cũng hơi xa đúng không? Dạ. Mình ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Trần Đề. Huyện Trần Đề, là giáp biển đó. Dạ. Đúng không? Thôi. Cho hai nhà gặp nhau gặp thôi. Nhau đi. Mở rào. Đây coi chị xem. Dạ, xin chào. Bó bông. Rồi em gửi anh nhé. Rồi em cảm ơn. Bông hồng rất là đẹp nha. Rồi cái này của em là cái này cho em làm và kinh doanh thêm tại mảng của em thêm. Cái này là mứt vỏ bưởi nha. Rồi anh có thể ăn thử không? Rất là dễ. Anh có kỵ mùi bưởi hay nồng hay gì không? Không. Rồi. Ăn
đi nhìn đi. Rồi, được ha. Rồi, có gì mà anh kinh doanh bên spa, lộn, anh kinh doanh bên thú y á, có gì anh kinh doanh thêm cũng được không sao. Em để giác sĩ cho nhé. Trời ơi, cảm ơn. Chưa dễ chân lôi kéo người ta làm buôn bán chúng mình hả? Mình đây là khách hàng của em thêm đó. Tiếp thị cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn bánh của em nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em muốn ôm hay là muốn để đây? Rồi, hai bạn ngồi đối diện với nhau trò chuyện đi. Lần đầu tiên gặp nhau cảm nhận như thế nào về nhau? Em trước nha. Rồi, thì mới kéo ra thì em hơi bất ngờ về anh chút xíu. Là nhìn anh rất là giống bạn học của chị hai em. Chị hai em cũng học bác sĩ nữa, nhưng mà bác sĩ đa khoa. Thì khi kéo mạng ra em nhìn anh, hết hồn một chút xíu. Anh ok, được. Anh trai ấy. Anh thấy em đẹp. Cảm dễ ơn. Thương, em cười cũng đẹp nữa. Nhưng mà tại vì anh có nhiều nhận xét, mà tại vì anh hồi hộp quá, anh không nói được. Với lại anh lên đây là thật sự anh nghiêm túc để mà hy vọng là tìm được một cái mối quan hệ á, nó gắn chặt với cuộc đời của mình. Có thể là 2 phút này nó cho qua nhanh, nhưng mà anh hy vọng 2 phút này nó sẽ là một cái bước ngoặt của cuộc đời anh, có thể là nó một cái gạch đầu dòng cho cái trang sách mới. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Thích không? Thích. Với lại em lanh, có thể là em sẽ bù lại cho anh cái đó. Tại vì anh bình thường nếu mà ở ngoài thì anh sẽ không có ít nói tới nổi, nhưng không nói chuyện được gì đâu. Mà bữa nay anh rung ha. Rồi. Anh biết nhậu không? Biết. Ăn nhậu nhiêu lon? Anh nhậu một vài lon à, nhưng mà anh hiếm khi nhậu lắm. Thôi không sao đâu. Tại vì chắc 2-3 năm nay chắc anh nhậu chắc 1-2 lần gì ít lắm. Thôi không sao, nhậu ít được rồi. Đừng nhậu nhiều quá, em không thích nhậu nhiều đâu. Anh uống một vài lon thì vui thôi, ok. Em đi nhậu anh cho không? Cho bình thường. Nhưng mà cái tật của em nhậu phải kêu về nha. Nhậu. Anh phải điện kêu em về nha. Nhậu. Đôi khi không có người kêu về cái em vui với bạn quá, vui luôn. Nhậu anh đi đón về. Hứa nha. Không có la nha. Ai mà nói lớn với em là em giận, em buồn cả ngày, em buồn hoài luôn. Anh ít nói lớn lắm. Không có nói lớn. Em làm sai anh nạt em không? Không có nói lớn mà tự nhiên nạt không? Nạt không? Không. Không nạt nha. Hứa nha. Mọi người nghe rồi đó, hứa nha. Mười mốt mà bạn nạt con đăng Facebook mà mấy mọi người vô mà phẫn nộ bạn nha. Không nói vậy thôi chứ thôi, gia đình mà đâu có đăng Facebook. Rồi con có nạt người ta không? Thôi con hiền lắm, đâu nạt chi. Kiếm trò gì chọc chọc chơi. Dù ghen đó, nói coi sao. Ta ghen nữa. Ghen thì không, cái bạn này chắc là bị một vấn đề gì đó, nên đôi khi bạn ghen thì ghen cũng không có gì, nhưng mà đừng có ghen quá. Đôi khi em đi chơi, em có một thằng bạn nam chơi với nhau là từ hồi còn mầm non mới nhú luôn, chơi với nhau thân lắm. Nhưng mà bê đê thiệt. Đôi khi chơi thân quá mà chụp hình, đôi khi quá thân á chụp hình dịnh nhau thì nó không có ghen nha. Dạ. Không ghen. Hứa nha. Hứa. Chắc hứa. Biết đâu tự nhiên có lúc mà đó nó không còn VD nữa. Không, người ta có chồng rồi chú ơi. Không ai biết được. Ghen thì ví dụ như là trừ khi là em chụp hình hoặc là em hôn người ta đó. Thì lúc đó có thể là anh sẽ ghen, chứ không phải là chụp hình chung mà ghen. Anh đừng có lo, em bị dị ứng với trai. Không, con nói thiệt, con có đặt gì bạn đó đó. Em nói thiệt đó luôn. Đây, em với mẹ em đi khiêu vũ. Con có học khiêu vũ rồi, nhưng mà con nhảy là nhảy cha 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 thôi, rumba thôi. Văn, không nhảy được. Tại người ta đụng vô người, không có được, ngộ vậy đó. Nên bạn nam cứ yên tâm đi nha. Có, nếu mà anh á mà có ghen, anh nói phải liền. Anh không thích người đó, ABCD các kiểu, chứ đừng có để trong bụng nghe. Đôi khi á, anh là người sống nội tâm, đôi khi em cũng vậy. Đôi khi anh không nói, em không nói là em cũng không biết anh này như thế nào đâu.
Em cũng vậy nghe, có gì em không thích thì em nói cho anh biết. Chứ đừng có nhịn gì vậy đó mà còn không biết nữa thì thôi. Có khi anh không biết thiệt. Có khi anh làm sai nhưng mà anh tưởng là anh đang làm đúng. Thì cái này có gì thì em nói luôn, nói là em không thích vậy. Em giận anh dỗ không? Em làm sai mà em nhõng nhẽo, em giận anh gì đó, anh dỗ không? Chết rồi. Gật gì thôi chứ người ta cười gật thôi. Dỗ nha, không dỗ không giận luôn á. Có dỗ sao không? Anh nói gì nữa không? Gùn quá. Hẹn hò sao? Hẹn ở xa thì... đang ở xa lắm đó. Em thường thường em rảnh ngày nào? Một tuần em sẽ được nghỉ một ngày. Thì nói chung là tùy theo sắp xếp công việc của mình thôi. Nhưng mà hiện giờ bên em thì đổi lại lịch là một tháng cho nghỉ 3 ngày và tự lựa chọn ngày. Anh thì anh dễ hơn, tại vì anh làm chung với hai anh em thì anh muốn về thì anh kia làm. Thì đó, ví dụ như là khi nào em cần em dặn gì đó thì em nói rồi anh có thể anh về được chứ không có đợi tới một cái ngày nào đó cụ thể. Anh thích đi du lịch không? Anh thích đó nhưng mà anh không có từng đi. Anh đi đi làm thôi, nhiều chỗ thôi chứ không có là chính thức đi du lịch ở một cái tỉnh nào. Nhưng mà từ ở Cà Mau đổ về lên Vũng Tàu là anh đi hết rồi. Anh đi làm thôi chứ không phải là... Vậy là anh thích đi du lịch mà đúng không? Anh thích đi du lịch. Rồi ngoài ra anh thích cái gì? Chưa đi Đà Lạt. Chưa đi Đà Lạt hả? Anh cũng muốn đi Đà Lạt, muốn đi biển Vũng Tàu, đi biển Nha Trang gì đó, thấy người ta chụp hình mà anh chưa được đi. Tháng 10 mùa hồng đẹp đó. Anh có sở thích gì nữa không? Anh sở thích nhiều lắm anh, nhưng mà bây giờ không còn được chơi nữa. Giống như là anh chơi thể thao đá banh nè. Anh đi coi đá banh. Nói chung là về vấn đề thể thao đó. Nhưng mà bây giờ vì tính chất công việc với lại mình lớn rồi, không có thời gian để mà làm chuyện đó nữa. Nhưng mà anh thích nhiều. Em thích cái gì? Em thích cô gái đẹp. Không, em nói thiệt đó, em thích gái đẹp lắm. Mười mốt em gặp gái em khều khều hỏi anh nè, thích ngắm gái hỏi không? Anh cái gì? Thích chị đó không? Chị đó đẹp không? Thích ngắm gái không? Thích chứ sao. Nhìn mặt mà trai mà cái bà này rồi, rồi sao nó thích sao nó, ví dụ anh nói anh thích thì sao? Anh thích thì dân lẫy chơi, dân lẫy kiếm người dỗ chơi. Chiều được không cưng? Được. Vì thấy ca này mệt đó. Vì cái nụ cười của mỗi là chắc em làm gán làm. Gán làm ha. Nhưng mà nó cũng nằm trong cái hành vi ứng xử của em mà đó giờ nó vậy à. Nó cũng không có đến nỗi ghen tuông hay là kiểu mà nạt nộ đâu. Về quan điểm là về sinh con đầu lòng, đứa nào thích trai gái gì nữa trao đổi với nhau biết đi. Anh sao? Anh à, anh sao? Ngày sinh con đầu lòng thì trai hay gái gì cũng được. Trai gái cũng được. Anh dự định kết hôn của mình là như thế nào? Anh dự định kết hôn thì tại vì anh cũng đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị không được nhiều nhưng mà cũng có chuẩn bị rồi. Mai mốt ví dụ như là dự định ra kế hoạch cuối năm nay hoặc là qua năm sau gì đó. Tại vì anh dự định là tháng 3 năm sau anh sẽ về miền Tây anh làm chứ không có cố định ở đây. Anh không muốn về xa nhà nữa. Có thể là Cần Thơ, Hậu Giang hoặc là Sóc Trăng gì đó. Tùy theo cái điều kiện kinh tế của bản thân anh rồi anh có thể làm ở đâu. Ví dụ như anh có được nhiều giống như là một cái số tiền mà mình kế hoạch lớn rồi đó. Đủ làm thì anh làm ở Cần Thơ, còn không thì anh sẽ rút về Sóc Trăng anh làm luôn. Thì nhưng mà anh cũng sẽ về qua năm sau, cỡ qua Tết. Dạ rồi. Nhưng mà tại vì anh dự định anh làm xong mọi chuyện rồi đó, kinh tế anh ổn định rồi thì có thể là giữa năm sau mình cưới, hoặc là muốn thì cưới trước Tết luôn, tại ba anh cũng kêu cưới trước Tết đi. Cưới xong rồi làm ăn sau cũng được, hoặc là làm ăn. Bây giờ bác sĩ tới nắm tay cô gái đi. Nhìn thẳng mặt cô gái. Nãy giờ mình nói chuyện cô gái, mình cảm xúc gì đó, mình mong muốn gì đó, mình thích hay không thích thế nào đó, mình nói đi.
nắm hơi hôi, hôi nắm chặt dữ vậy trời. Mấy năm rồi chưa nắm tay ai? 2019. Trời ơi, 2019 tới giờ mọi người ơi. Hẹn chi nắm rồi nó lạnh, nó gung hết trơn luôn. Nếu mà em cho anh cơ hội thì những vấn đề của em có thể là không phải là bữa nay, hoặc là nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, thì em nói cho anh rồi bắt đầu. Có thể anh nói vậy thôi, nhưng mà có nhiều vấn đề khác là em bắt gặp là anh có nhiều nhược điểm khác nữa. Nhưng mà nếu mà em nói thì anh sẽ sửa, anh sẽ thay đổi. Dạ vâng. Thay đổi để cho phù hợp với em hơn, để cho cái cuộc sống nó ít có gây lộn hơn. Dạ, cái đây mình sẽ tìm hiểu với nhau nha. Rồi từ đây tới cuối năm lận, đúng không? Còn sẽ tìm hiểu ha. Em gái muốn cái gì nói đi. Muốn cái gì ở nhà trai cứ nói đi, mong muốn gì. Khi mà anh quen em, anh cần làm gì, khi cưới em cần gì đó. Gán làm nha. Nói đi. Làm. Dạ đúng rồi. Thật sự anh rất là quan trọng cái bữa nay. Yeah. Anh để ví dụ như cái bữa quay cách tin là anh đã mất ngủ rồi. Rồi xong rồi hôm qua là anh không có ngủ được luôn. Anh ủi đồ xong rồi này kia anh trông cho trời sáng. Vậy đó, thật sự anh rất là nghiêm túc. Dạ. Yeah. Rồi. Cảm ơn. Rồi em gái mong muốn cái gì ở nhà trai cứ nói đi. Mong muốn bạn hả? Nói là em muốn anh quen em phải như thế này như thế kia. Rồi khi anh cưới em phải như thế này thế kia. Tiền bạc anh giữ, em giữ gì, mong muốn nói hết cho người ta nghe. Ô, đi. Bạn cố gắng làm việc này. Đi. Rồi. Gắng làm. Dạ, gắng làm nha. Rồi. Hỏi coi bây giờ mày muốn lấy giao tiền ai giữ gì đó, hỏi đi. Cái này là về nhà sẽ sắp xếp không, riêng. Nói luôn, hứa trước mặt mọi người luôn đi. Chú Huyền Linh hỏi kìa, bạn không trả lời có. Sao? Chú Huyền Linh hỏi. Thì nếu mà phải hỏi chứ. Về thì ví dụ như là dạo giữ hết. Ví dụ như là ví dụ em kiếm được 10 triệu về thì trong đó em cũng anh cũng có kế hoạch rồi, lương của vợ anh nằm trong cái tiền của anh luôn. Rồi còn nhiêu là em giữ. Có nghĩa là em được quyền xài, ví dụ như anh đưa cho em 10 triệu. Nhưng mà bản thân em thì cũng được xài 5 triệu trong đó, còn 5 triệu là để chung. Dành. Em để dành em chừng nào em muốn gì mua. Dạ. Là em cảm ơn anh nha. Trời ơi, ổng gương quá mẹ ơi. Giờ hai đứa nắm tay hát nhau kìa. Bữa nay con xin phép cô để cho con được làm quen với bé muội. Rồi con cũng hy vọng là tụi con có cái kết quả tốt đẹp hơn. Dạ, con xin phép cô. À, cảm ơn. Muội hát bài tặng cho thằng trai đi. Con hát tệ lắm. Tệ nó. Không, con không biết hát, con nói thiệt á, cái gì cũng hay hết trơn á, mà cái hát này tệ, không dám hát. Bác sĩ hát đi bác sĩ. Yeah. Hát đại dương xanh cùng hải âu bay, đưa ta đi khắp đất trời này. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bão giông cũng kệ thôi. Nụ hoa rơi dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn kéo tới, yêu mất thôi người ơi. Cái này tập hơi lâu đúng không? Rồi, em cảm ơn anh nha. Bài hát rất là hay. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Mụi có cái mụ cười trong mắt giống em. Đúng rồi, hồi nãy em có nhìn thấy. Rồi, hai đứa về ghế ngồi đi nào. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính mình. Các bạn để tay vào nút bấm các bạn. Chúng tôi để thời gian các bạn nói chuyện rất là nhiều để ta có thể hiểu nhau một phần nào đó. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng chính trái tim của mình thôi các bạn. Nhắm mắt lại, lắng lòng mình 30 giây, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Trái tim chúng ta có một chút rung động gì chưa? Bây giờ chúng ta có thể nói vui được, có thể đùa được, nhưng giây phút này không thể đùa được. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm về nút bấm đó. Bấm nút là để thể hiện tình yêu của nhau, để hiểu nhau và đi xa hơn. Chứ phải bấm nút vì một ai đó, bấm nút vì bất kỳ điều gì nữa các bạn nhé. Thật nghiêm túc khi bấm nút, chuẩn bị. Quyền quyết định là của bạn. Nếu chúng ta cảm giác không rung động, đừng bấm. Nhưng nút bấm nó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng.
chính thức mình đã hẹn hò với nhau đó. Tôi thấy lo cho chàng trai quá. Không, thật ra không có lo đâu. Thật ra thế này nè, chú Linh rất là thích cái tính của con. Nói gì nói trong cuộc sống tất bật mưu sinh này, nó cũng cần một chút vui, hài hước như thế để nó quên đi những buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng trong sâu thẳm cái tiếng cười đó, cái sự bông đùa đó, nó là một cái chiều sâu về suy nghĩ rất là kín kẽ luôn. Bạn trai ở đây á, hơi hiền chút xíu, chậm chút xíu, nhưng với sự hỗ trợ, bổ trợ của bạn gái thì chúng ta sẽ tạo nên một cái cặp rất là hoàn hảo luôn. Bạn gái rất là thông minh đó, nha, rất là vui luôn. Nói gì nói, đây là con người phải nói là cũng sâu sắc lắm đó. Cố gắng giữ lấy, quan trọng có giữ được hay không thôi. Chứ thật ra là chú thấy là cặp đôi này hợp đó, chú tin điều đó. Bởi vì nhìn mẹ với lại nhìn bà đó, chú tin rằng ở cô gái này có một sự chân thành rất là lớn luôn. Hả? Chị, chú thích cái tính đó. Chị thì thấy là cái quyền quyết định trong gia đình của các em á là do em. Đúng rồi.